đâu phải có tiền mua được hạnh phúc, đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền. Mà người tôi yêu thốt nào đã quên thì bên tôi trọn kiếp. Chào tất cả các bác và anh em. Ở đầu video thì em lại xin các bác anh em một nút chia sẻ, một nút like, bởi vì kênh của em đang bị mất tương tác vô cùng lớn các bác nhé. Và ngày hôm nay đây thì là một bộ karaoke cho anh Hoàng ở Bình Phước, với cấu hình mà đây là một vị khách mà năm ngoái đã mua của em một bộ dàn, năm nay thì mua cho chị gái một bộ đấy. Nên là khách rất tin tưởng, chính vì vậy mà khách đã nghe theo em. Anh yêu cầu là cho anh nâng tiếng mấy lọc xì vào cho nó thành 6 thớt đấy. Nhưng mà em tư vấn rằng là anh đã là khách quen của em thì anh cứ nghe lời em, đừng có đắp nâng tiếng mấy lọc vào làm cái gì. Và ngày hôm nay thì anh nghe lời và anh làm theo cấu hình chuẩn là một con đẩy, một quản lý nguồn, một vang số và một mic không dây. Con vang số thì mọi ngày các bác được nghe rồi, con vang số F880B đấy. Và con mic sự kiện 600 Plus kết hợp với con đẩy chuyên lắp phòng hát là con đẩy DH550 kết hợp với quả trầm JBL của em đấy. Và đôi loa SM112. Các bác có thể cảm nhận được cái chất âm sau một đoạn karaoke mà em sẽ hát ngay bây giờ. Và thực sự với các bác là trong một cấu hình dàn thì em sẽ làm theo yêu cầu của các bác nhé. Khách nào mà thường là em vẫn tư vấn, nhưng khách nào nghe thì mình làm, còn khách nào không nghe thì mình vẫn làm theo ý khách. Các bác có thể yêu cầu 5 thớt, 6 thớt hoặc là gì đó, em sẽ làm theo ý các bác. Còn theo nguyên tắc thì chỉ có 4 thớt mà thôi. Đó là một quản lý nguồn, một vang số, một mic và một đẩy. Còn nếu mà để mà ghép 6 thớt cả lọc xì với nâng tiếng thì đó là một cái rất là phi khoa học các bác nhé. Một cái rất là phi khoa học đấy. Ghép như vậy thì nó không chuẩn theo cái kỹ thuật âm thanh. Âm thanh nó chỉ có nát ra thôi. Và ngày hôm nay thì anh Hoàng anh đã nghe theo em và anh ghép một cái bộ dàn thực sự là em nghĩ là khá là đầy đủ cho một bộ âm thanh. Và bây giờ thì các bác hãy lắng nghe một đoạn karaoke để các bác có thể cảm nhận được chất âm. Và các bác đừng quên cho em xin một nút like, một nút chia sẻ các bác nhé. Hiện tại kênh đang bị tương tác mất rất là lớn. Vâng, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc để sở hữu bộ dàn như thế này. Và bây giờ thì bác hãy lắng nghe một đoạn karaoke. Và các bác hãy đeo tai nghe và cảm nhận từng chi tiết của lời hát nhé. Thế không nghe em hát làm gì cả. Đừng nghe em hát hay hát không hay nhé. Cái chính là mình nghe chất âm của cái lời mic có tách bạch hay không, nhạc có hay hay không thôi. Và đừng nghe hát các bác nhé. Các bác hãy nghe một đoạn karaoke và đeo tai nghe vào. Cho mang ơn nên tình em phải trả cho người.